Lưu ý trước khi xem, đây là video tiểu thuyết ghép át nên sẽ tập trung vào tình tiết hấp dẫn, nội tâm nhân vật trong chuyện, hình ảnh chỉ mang tính chất tương đối. Chúc các bạn xem video vui vẻ, nếu thấy hay hãy like, chia sẻ và ấn theo dõi để xem những tập mới nhất nhé. Trong một gian phòng tối tăm, trên một cái xích đu gỗ, kéo kẹt động đậy không ngừng, một lão giả sắc mặt gầy gò, tóc trắng phơ, vẻ mặt ảm đạm, đang ngồi trên ghế xích đu lúc ẩn lúc hiện không ngừng. Phương Đình không người trước mặt hắn, cung kính bẩm báo, gia chủ trên đường đến ta đã dò xét nội tình của bọn họ thì ra chỉ là một đám thương nhân trừ gia chủ là linh vương cảnh còn lại đều là những tiểu thành có một phương thế lực bên ngoài không có gì quan trọng có thể động thủ hàng chất lượng như thế nào xích đu vẫn tại đung đưa lão giả kia mặt không chút cảm xúc bờ môi hơi động phát ra âm thanh vẻ mặt vô cùng nghiêm túc phương đỉnh không người cúi đầu gia chủ yên tâm lần này chất lượng không tệ đại tiểu thư cùng 12 hộ vệ đều có tu vi quy nguyên cảnh chỉ có tên tiểu bạch kiểm quản gia là suối quẩy nhất tu vi ở đoán cốt cảnh ngũ trọng mà thôi có thể bỏ qua không tính được lão phu đi ra xem một chút khẽ gật đầu lão giả kia ho nhẹ hai tiếng chậm rãi đứng lên loạng choạng vội bước nhanh ra ngoài phương đỉnh nhanh chóng chạy theo đỡ chỉ chốc lát sau kèm theo từng trận ho nhẹ lão giả kia theo phương đỉnh đi vào đại sảnh tiếp khách lạc vân thường nhìn thấy vội đứng dậy tiến lên cúi chào thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen kịt giống như quỷ của lão giả nàng sợ hãi hét to một tiếng thân thể không ngừng lùi về phía sau à, chắc phàm híp mắt chăm chú nhìn hắn dò xét trong lòng như nghĩ đến cái gì khẽ gật đầu thế nào hình dạng của lão phu hù dọa tiểu thư sao lại che miệng ho nhẹ hai tiếng lão giả thản nhiên cười ngồi ở vị trí chủ vị phương đỉnh cung kính đứng ở một bên la vân thường cố gắng bình tĩnh trở lại có chút xấu hổ yêu kiều cúi đầu nói liêu gia chủ thứ tội vừa rồi tiểu nữ từ đường đột có gì mạo phạm xin gia chủ rộng lòng tha thứ không có gì quan trọng bộ dạng như chết rồi của lão phu trong lòng lão phu hiểu rõ ai gặp cũng giật mình ha 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 chậm rãi khoát tay lão giả kia từ cười nói sau đó nhìn mọi người chăm chú trong mắt tản ra ánh sáng kỳ lạ thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu dường như khá hài lòng lạc vân thường thấy vậy cảm giác toàn thân không được tự nhiên nàng cảm giác bản thân như một kiện hàng hóa trên chợ đang bị người ta chọn lựa qua rất lâu, lão giả kia mới thu hồi ánh mắt tham lam, lại cười nói. Nghe Phương quản gia nói, phụ thân Lạc Tiểu Thư là thành chủ, không biết là thành nào. Tường Vân Thành, Lạc Vân Thường cười nói. Khẽ gật đầu, lão giả trong lòng suy nghĩ, Tường Vân Thành. Thật sự không phải thành lớn, diện tích chỉ có 200 dặm, còn không bằng một thôn chấn của hắn. Một vị linh vương đều có thể ở nơi đó lập sơn, xem ra Lạc gia thật không phải cọng rơm cứng gì, có điều. Nghĩ như vậy, lão giả kia tiếp tục nói, Tường Vân Thành, được vị tôn thượng nào quản hạt sao? liêu gia chủ nói đùa bát hoàng thánh vực danh chấn thiên hạ toàn bộ thánh vực một nửa do bát hoàng thống lĩnh một nửa do thất thánh sơn quản lý những khu vực vụn vặt mới đến phiên một số thế lực có cao thủ linh vương nắm lấy đây cũng là khu vực người ta chướng mắt rất không may chúng ta cũng thuộc vào tồn tại số ít này lạc vân thường cười khổ thở dài một tiếng vốn lúc đầu phụ thân muốn nhờ thẩm thành chủ phong vân thành giúp đỡ tiến cử đầu nhập vào môn hạ kiếm hoàng đáng tiếc kiếm hoàng 72 thành chủ tất cả bọn họ đều chướng mắt chúng ta lễ vật đều bị ném ra ngoài cửa Rơi vào đường cùng, đành phải thất bại tan tác mà quay trở về. Bắt đùi những đại nhân vật này chúng ta không ôm nổi. Khẽ gật đầu, lão giả kia cũng thở dài. Đúng vậy, thế đạo hôm nay đã không còn là chỗ dựa cho cường giả. Quả nhiên nguy hiểm vô cùng, hôm nay ngươi có thể đặt xuống một thành trì, làm thành chủ. Ngày mai lại có thể bị người khác đánh bại, thay vào đó. Người nào muốn động vào ngươi, không cần lo nghĩ nhiều như ngày hôm nay. Đúng vậy, thế đạo này, hả? gật đầu tán thành như là rất nhanh lạc vân thường bỗng dưng sững sờ vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn liêu thành chủ ngươi. ngươi ngươi nói cái gì như hôm nay có ý tứ gì khóe miệng xẹt qua đường cong quỷ dị lão giả kia nhếch miệng cười một tiếng sâu xa nói ý là lệnh tôn không có chỗ dựa lớn nên ta cứ yên tâm nếu không cục thịt béo các ngươi lão hủ ăn mà không ăn lòng đây ha 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 Lạc Vân Thường vô cùng sợ hãi, vội vàng đứng dậy muốn lui về phía sau, trong nháy mắt 12 hộ vệ và chắc phàm cũng ngăn trước người nàng. Vô dụng, một đám nhỏ đi đi. Khinh thường bĩu môi, lão giả kia vung mạnh tay lên, mọi người cảm thấy có một cỗ cương phong tập kích đến, lập tức đánh bọn họ bay lên hư không, chợt không gian dao động. Tất cả mọi người trong hư không đột ngột biến mất, xuất hiện lần nữa, đã ở trên một mảnh đất đá hỗn loạn, ngàn vạn xương cốt chất đống, xếp thành từng tòa tiểu sơn, không nhìn thấy được bờ trong mắt lạc vân thường co rụt lại nàng hét lớn một tiếng vội tìm bóng dáng chắc phàm nhào tới trước a à, chắc phàm cứu mạng kết giới ánh mắt nhau lại chắc phàm đưa mắt nhìn bốn phía thấy cảnh tượng khác lạ lập tức nói thì ra trong chấn thiết lập kết giới này bề ngoài phồn hoa giàu có thực tế chỉ dùng để che giấu thi sơn cốt hải mà thôi ôm thật chặt hắn không buông lạc vân thường cũng nhìn bốn phía vội vàng hỏi vậy làm thế nào chúng ta mới rời đi được đi sao với thực lực của các ngươi đừng mơ tưởng có thể bước ra khỏi thánh trận cấp một của lão phu một bước chợt một tiếng cười khẽ vang lên trong không gian hoang vu tiếng cười quỷ dị gợn sóng lắc lư lão giả kia lần nữa cười lạnh xuất hiện trước mặt chắc phàm đồng thời nhiều dân chúng trên chấn cùng phương đỉnh đều đi vào nơi này nhìn vẻ mặt kinh hoàng của mấy người lạc gia tất cả đều cười châm chọc âm 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 mạnh mẽ gõ trong hư không giống như đập vào tường lớn âm thanh phát ra thật ầm ầm như có không gian trong suốt cách ly bọn họ lạc phân thường đột nhiên giận dữ nhìn về phía lão giả kia hét lớn lão đầu tử ngươi nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài nếu không lạc ra chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi không bỏ qua cho ta chỉ bằng vào phụ thân thành chủ thành trì hạng ba của ngươi sao ha 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 nhị không được cười lớn lão giả mỉa mai nói đừng đùa chứ đừng nói lão phu căn bản không sợ hắn cho dù hắn thật sự tìm đến cũng không hoài nghi lão phu được nha đầu ngươi có tin không Lạc Vân Thường chăm chú nhìn hắn, trong mắt mang theo hồ nghi. Chắc Phàm lại cười một tiếng, gật đầu nói: "Đúng thế, nơi này gần Xích Lôi Cốc, dù có người biến mất ở vùng này, trước tiên mọi người sẽ nghĩ đến là hung địa thánh vực kia, Xích Lôi Cốc. Ai có thể nghĩ tới, một tiểu trấn an lành vui vẻ lại ẩn giấu một đám người khát máu chứ?" "Ồ, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, ngươi đứa nhỏ này nhìn khá hiểu biết." Lão già kia nhìn Chắc Phàm với ánh mắt kỳ dị, xem ra ngươi có thể lên làm quản gia của một tộc cũng không phải chỉ dựa vào quan hệ bám váy, thật có chút bản lĩnh không sai sở dĩ lão phu chọn nơi này vì cũng vì có xích lôi cốc yểm hộ mặc kệ lão phu giết chết bao nhiêu người bọn họ đều không tra được lão phu hừ hừ khẽ gật đầu chắc phàm cười khẽ một tiếng quả thật ngươi làm việc tương đối cẩn thận ai đến thôn trấn trước khi động thủ ngươi đều tìm hiểu kỹ ai có bối cảnh quá sâu ngươi sẽ buông tha ai không có bối cảnh ngươi sẽ động thủ cứ như vậy những người không quyền không thế không có năng lực tìm đến cho dù tìm đến cũng có xích lôi cốc yểm trợ cho dù bị nhìn thấu, với thực lực linh vương đỉnh phong của ngươi cũng có thể tùy tiện giữ bọn họ lại, không chút sợ hãi. Có thể nói, làm ăn ở chỗ này ngươi kiếm bộn không lỗ, tương đối an toàn. Tiểu gia hỏa ngươi thật hiểu ta, tuy thực lực của ngươi không đủ, nhưng lão phu bắt đầu thích ngươi rồi. Cười nhạt gật đầu, lão giả kia lại nói, không bằng ngươi ở lại chỗ lão phu, lão phu lập tức tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Khinh thường bĩu môi, chắc phàm không thèm nói gì. Lạc Vân Thường vô cùng tức giận, đập mạnh vào kết giới, hét lớn ngươi đã là linh vương đỉnh phong cảnh có thể trở thành chư hầu một phương vì sao còn làm chuyện bỉ ổi như thế cho dù ngươi có ở dưới trướng bát hoàng chỉ sợ cũng rất dễ dàng dù sao cũng tốt hơn ngươi làm loại chuyện này mí mắt co giật kịch liệt lão giả khẽ cắn môi hai tay nắm chặt nhưng lại buông lỏng vẻ mặt đầy bất lực bởi vì hắn đã không có đường quay về cho dù bát hoàng thánh vực có yêu quý tài năng thế nào cũng không có khả năng thu nhập một người luyện phệ hồn trận chẳng lẽ bọn họ muốn dẫm vào vết xe đổ năm đó bị thánh vực truy sát sao thế mà ngay tại lúc này trong mắt chắc phàm lóe lên tinh mang hét lớn thân thể lão giả run rẩy giật mình nhìn chắc phàm chằm chằm ngươi ngươi là ai sao lại biết còn những dân trong trấn vẻ mặt sợ hãi liếc nhìn nhau phệ hồn trận đó là cái gì lạc vân thường cho mày có chút không hiểu khóe miệng nhếch lên nụ cười tàn nhẫn chắc phàm chăm chú nhìn bọn họ lần nữa để lộ vết sẹo nhiều năm phệ hồn trận là một loại pháp môn luyện công ma đạo thông qua hấp thu tinh khí thần của tu giả để nhanh chóng tăng cao công lực có điều bên trong tinh khí thần lại có oán khí của người chết sẽ rèn luyện tinh thần của người tu luyện đồng thời tử khí cũng tan vào cơ thể đẩy nhanh quá trình suy tàn của thể phách cho nên dùng trận này luyện công nhất định phải có tiết chế tiêu tan oán khí tăng cường căn cơ mới có thể vận công nếu không sẽ giống hệt lão quỷ này nói xong chắc phàm chỉ lão giả mặt âm u cười to mà nói mặt lão giả co rúm tức giận đến toàn thân tức run rẩy không nói một lời hắn vậy hắn luyện công mà bị vậy sao lạc vân thường nhìn lão giả kinh ngạc thốt lên nhếch miệng cười một tiếng chắc phàm nhẹ nhàng nói đúng vậy đây chính là hậu quả của việc hút tinh khí người khác không biết tiết chế đại tiểu thư ngươi thấy những chồng bạch cốt kia không đại khái đều bị hắn hút thế nhưng hắn hút quá nhiều trong thân thể ứ động oán khí cùng tử khí nhanh chóng làm hao mòn thể phách hắn mặc dù linh vương cảnh nhưng khuôn mặt tiểu tụy không có chút sinh khí như đang bước về phía cái chết chỉ có tiếp tục hút tinh khí bổ sung mới có thể duy trì nhưng cứ như vậy trong cơ thể hắn oán khí lại tăng thêm vì sống sót nhất định phải hút nhiều người hơn nhưng càng hút bản thân hắn càng thêm nguy hiểm, nhất định phải lại hút càng nhiều, tuần hoàn ác tính, uống rượu độc giải khát, là kẻ địch của tu giả khắp thiên hạ. Một nhân vật nguy hiểm như thế tồn tại, Bát Hoàng Ngốc mới dám giữ hắn lại, chẳng khác nào khiến người khác phẫn hận. Cho nên lúc này, trong thiên địa không có chỗ cho hắn dung thân, y hệt lão tổ năm đó của hắn, Liêu Thiên Đình. Cái gì? Làm sao ngươi biết chuyện xa xưa như vậy? Thân thể chấn động mạnh, lão giả quá sợ hãi, ánh mắt nhìn chắc phàm chẳng khác nào nhìn yêu nghiệt mi mắt lạc vân thường cũng run lên kỳ quái nói lưu thiên đình đúng vậy lão gia hỏa năm đó hành động liều lĩnh cười lạnh sắc mặt chắc phàm đột nhiên trở nên nghiêm túc năm đó lưu thiên đình cũng không giống như con cháu không có tiền đồ của hắn trốn làm việc có hại nhân gian hắn ta quang minh chính đại giết người phóng hỏa danh xưng ma trong ma thiên cổ đệ nhất ma vương hắn hút hết thành trì này đến thành trì khác thi hài khắp nơi đem tu vi của chính mình từ linh vương cảnh hút tới thánh giả lại nhanh chóng đột phá đến chuẩn đề đế cấp ta đoán chừng suy nghĩ của hắn là nhanh chóng lên đế cấp nắm giữ đế cảnh đại đạo như vậy có thể trường sinh bất diệt đáng tiếc hắn phạm phải thiên nộ đắc tội với toàn bộ hắc bạch thánh vực một lần kia chính đạo và ma đạo liên thủ vây quét hắn sau cùng giết chết hắn ở gần xích lôi cốc có lẽ là nơi này tuy nhiên về sau tộc nhân của hắn lại biến mất không ai tìm thấy dù sao trận thức táng tận lương tâm này cũng chỉ có một mình hắn biết bây giờ xem ra trước khi chết hắn đã lưu giữ trận thức này lại đó là nguyên nhân vì sao bọn họ bí mật xây chấn ở chỗ này lão giả kia càng thêm kinh hãi tay run rẩy chỉ chắc phàm ấp a ấp úng nói ngươi ngươi đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào vì sao bí mật của mười ngàn năm trước ngươi lại rõ ràng như thế mười ngàn năm trong lòng chắc phàm suy nghĩ từ sau lần đại chiến năm ngàn năm ta bị xúc sinh kia bán đứng mà bỏ mình thì ra là thế dùng năm ngàn năm ta dựa vào cửu u bí lục chuyển thế chăm chú nhìn chắc phàm khuôn buông lão giả thấy hắn vẫn không trả lời lúc này mới lần nữa hét lớn ngươi rốt cuộc ngươi là ai tại sao lại biết bởi vì lần vây bắt kia ta cũng có tham dự trong mắt tinh mang lóe lên chắc phàm nhếch miệng cười thân thể lão giả run lên hắn nhìn chắc phàm thật sâu không thể tin mà nói không thể nào ngươi bao nhiêu tuổi chứ bản thân chỉ là một đoán cốt cảnh làm sao có thể tham dự lần đại chiến kia lão gia hỏa lão tổ của ngươi vì cùng vọng tự đại mà chết ngươi lại chú ý cẩn thận có có lẽ rút được bài học xương máu có điều thật đáng tiếc lúc ngươi suy yếu lại gặp bổn tọa ngươi đứng đầu bát hoàng thánh vực ngươi là kiếm hoàng ngạo trường thiên trong mắt co rụt lại lão giả hoảng hốt thốt lên sắc mặt trầm xuống chắc phàm lạnh lùng nói đứng đầu bát hoàng lúc nào đến phiên lão đầu kia ta chính là ma hoàng ma hoàng triệu thành thế mà còn không đợi hắn nói xong lão giả kia đã hô lớn chắc phàm cười thành tiếng lão bất tử nhà người vừa rồi không để lời nói của ta vào tai thời điểm vây quét lão gia hỏa lưu thiên đinh thằng nhãi triệu thành còn chưa xuất thế đâu lão tử là ma hoàng đứng đầu bát hoàng ồ lúc nào ma hoàng trở thành đứng đầu bát hoàng chứ lão giả sững sờ nhìn với những người còn lại vẻ mặt mê mang không hiểu chắc phàm bất đắc dĩ thở dài lạnh nhạt nói lão gia hỏa ngươi bao lớn hơn ba ngàn được tiểu quỷ xem ra lão tử giết ngươi cũng không oan tức giận mà cười chắc phàm thở dài một hơi nói chỉ sinh sau ta hai ngàn năm đã quên uy danh của lão tử ngươi thật đáng chết tuy không vì chuyện này ngươi cũng nên chết một đám thế lực lưu vong không có bằng hữu thân thích không có liên hệ với ngoại giới biến mất cũng không quan trọng thực sự quá đáng chết vì chuyện này ngươi càng đáng chết hơn ánh mắt mê mang không hiểu mọi người vô cùng nghi hoặc nghe hắn nói như lọt vào trong sương mù chắc phàm thấy vậy nở nụ cười tả ta nói ta cũng làm như các ngươi xóa sạch một đám không có bối cảnh rồi thay thế từ hôm nay trở đi hoan hỉ trấn này là của lạc gia các ngươi không còn tồn tại nghe được lời này đầu tiên mọi người còn sững sờ sau đó liền ngây ngốc nhìn hắn nhịn không được cười to lên ha 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 cướp hoan hỉ trấn của chúng ta sao ngươi cho rằng ngươi là ai một tên đoán cốt cảnh nói chuyện viễn vông đi Đúng vậy, biết vài ba chuyện cũ năm xưa, ra vẻ tiền bối hù dọa chúng ta. Ngươi cũng không xem tu vi của ngươi là gì sao. Đoán cốt cảnh, cao lắm cũng chỉ 200 tuổi, còn tham gia vây quét 5.000 năm trước, ngươi hù ai đây? Hắc hắc hắc, thằng nhãi con, vừa rồi lão phu xém chút bị ngươi hù sợ. Khoác lác không cần bàn nháp, hiện tại các ngươi ở trong kết giới của lão phu, lúc nữa lão phu sẽ luyện hóa tất cả các ngươi còn dám ăn nói của ngôn, muốn cướp hoan hỉ chấn của ta. Thật mắc cười tất cả mọi người cười như điên, nhìn chắc phàm với ánh mắt xem thường và khinh miệt. cho dù ngươi miệng lưỡi lưu loát cũng không thể nói một chuyện không chắc chắn như thế. mặc dù muốn tìm đường sống thì ngươi nói mình là cháu ngoại của bát hoàng là được rồi. có lẽ chúng ta sẽ có chút kiên kỵ, biết đâu lại thả ngươi. thế nhưng ngươi lại cùng ngôn, nói những điều quá bất hợp lý. ầm, ừ, thế mà trong lúc mọi người cười như điên, một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, lập tức đè áp tiếng cười ồn ào kia xuống toàn bộ phệ hồn kết giới lúc trước vô cùng hoàn chỉnh trong nháy mắt vỡ vụn thành hư vô hỏa diễm cuồn cuộn màu đen thiêu đốt hoàn toàn kết giới kia ách tiếng cười mọi người im bặt nụ cười trên mặt cứng đơ ánh mắt vô cùng kinh hoàng trong mắt trái chắc phàm chớp động lôi viêm màu đen cuồn cuộn khóe miệng nhếch nụ cười chế diễu sâu xa nói thật xin lỗi con người của ta không biết nói đùa nói được làm được các người chết chắc vừa mới nói xong chắc phàm đột nhiên bay lên một đạo hắc mang bay thẳng lên hư không tiếng nổ ầm vang vọng hóa thành một đóa hỏa diễm màu đen quỷ dị hô 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 trong thoáng chốc từng đạo khí thế cường hãn đột nhiên phát lên từ xa đến gần theo bốn phương tám hướng bao phủ tới hình thành vòng vây khép kín uy áp khủng bố vào trong tiểu trấn tối tăm này linh linh vương cường giả trong mắt hung hăng co rụt lại lúc này lão giả kia hoảng hốt bờ môi run rẩy nói một hai ba mười hai mươi mẹ nó tại sao có nhiều linh vương đánh tới như vậy rốt cuộc chúng ta chọc đến ai cảm nhận khí thế cường đại không kém gì mình đang tới gần lão giả hoàn toàn sụp đổ sắp khóc tới nơi mấy người xung quanh nghe nói cũng sợ đến sắp tiểu ra quần mười mấy linh vương vây quét một chấn nhỏ bọn họ đắc tội với cao thủ hoàng giai sao em gái ngươi những người này là ai đến câu chấp pháp sao trong lòng ngăn hoàn loạn lão giả kia đã không thể bình tĩnh hét lớn mọi người mau trốn hết chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ thế nhưng hắn còn chưa dứt lời một tiếng ẩm vang lên toàn bộ không gian đã bị một mảnh hắc viêm lan tràn những người dân trong trấn cùng đại quản gia phương đỉnh còn chưa kịp la lên trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa thân thể run lên lão giả kia cứng ngắc quay đầu nhìn nụ cười của chắc phàm không thể tin nói đem sức mạnh hòa vào khâu chung, không chung khống chế cả vùng không gian ngươi cũng là cao thủ linh vương không sai ngươi đoán đúng rồi mỉm cười chắc phàm chậm rãi nâng một tay phát ra tiếng quát trầm thấp đi chết đi mí mắt thoát động lão giả hung hăng cắn răng mặt mũi không cam lòng quát lớn lão phu là linh vương đỉnh phong cho dù ngươi cũng là linh vương cảnh cũng không có khả năng giết được lão phu thiên hồn đoạt phách vừa dứt lời từng cỗ khí tức u ám xám xịt trong không gian đột nhiên nổi lên hắn dùng sức mạnh không gian của bản thân tỏa ra toàn bộ oán khí lệ hồn có điều những thứ kia của hắn vừa mới tỏa ra đã bị hỏa viêm thiêu dụi toàn bộ không còn sót lại chút gì thấy tình cảnh này lão già kia kinh ngạc đến ngây người cải quỷ gì thế này công lực của hắn đã là linh vương cảnh tầng cao nhất làm sao ra chiêu ngay cả dám cũng không vang nổi lão gia hỏa công lực của ngươi ở trên ta nhưng đáng tiếc trên lịch đẳng cấp quá lớn ha 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 chắc phàm cười khẽ một tiếng nhẹ nhàng vẩy tay hắc viêm bên người lão giả đập lên thân hắn trong chớp mắt đã thôn phệ hắn a a a từng trận hô gào vang vọng không ngừng tiếng kêu thống khổ đau thấu tim gan khiến khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo nhưng trong mắt vẫn mê mang không cam lòng hét lớn đến tụt cùng ngươi là thần thánh phương nào năm ngàn năm trước đứng đầu bát hoàng thánh vực ma hoàng chắc nhất phàm trong mắt tinh mang lóe lên chắc phàm bình tĩnh nói năm ngàn năm sau là đại quản gia lạc gia chắc phàm chết trong tay lão tử ngươi không hoàn a à, lại một tiếng kinh hô ai oán vang vọng thiên không không biết là không cam lòng hay hối hận cũng có thể là sợ hãi dưới từng đạo hắc viêm lão giả bị thiêu đốt đến cặn bã cũng không còn hống 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 từng tiếng long ngâm nổ vang bầu trời tiểu trấn phía bắc đan thanh sinh mang theo mấy cao thủ linh vương lạc ra một đường quét ngang mà tới long khí kiếm kình vườn quanh bầu trời dân trong trấn vừa mới chạy ra nhất thời va chạm với long khí máu thịt vang tung tóe chớp mắt không đường sống phía nam bách lý ngự vũ như hóa thành tu la tại thế mưa kiếm chém xuống dư nghiệt hầu như không còn phía đông mộ dung liệt trấn thủ một ngọn lửa lan rộng khắp thiên địa phía tây âu dương lăng thiên xuất kích như một bức tường băng chấn thủ đường ra đến nước cũng không lọt người đi qua chỉ hít một hơi trong nháy mắt cũng đông cứng tan thành từng mảnh vụn mà chết cứ như thế những tiếng kêu sợ hãi thốt lên tất cả dân trong trấn đều bị đồ sát hết thảy không một ai lọt lưới sau khi tất cả mọi người phàm giai tiến vào trấn nơi này đã là một mảnh núi thây biển máu vô cùng thê thảm mộ dung tuyết chứng kiến trong lòng có chút không đành vội vã tìm tới mấy người chắc phàm hỏi những người này thật sự đúng như người đoán, bọn họ bị trừng phạt đúng tội sao? Ngươi hỏi nàng, khẽ nhún vai, chắc phàm từ chối cho ý kiến, nhìn những người còn lại, hét lớn, quét dọn nơi này một chút, về sau chỗ này chính là nơi chúng ta đặt chân. Giống, tiếng hô hào vui mừng, mọi người lập tức bắt đầu hành động. Mộ dung tuyết không nhìn hắn, mà nhìn về phía Lạc Vân Thường, ánh mắt mang theo vẻ dò hỏi. Lạc Vân Thường mỉm cười, hiểu ý nàng, đem chuyện lúc trước giải thích qua một lần. Đến lúc này nàng mới biết rõ, thì ra toàn bộ thôn trấn này là một vùng dơ bẩn thật sự đúng với câu nói ác nhân tự có ác nhân trị. Một đám tiểu ma đầu gặp phải đại ma hoàng thì ăn quả đắng. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Tuyết lại quay đầu nhìn chắc Phàm đang chỉ huy mọi người, miệng nở nụ cười vui vẻ. Xem ra ma đầu kia nói đúng, hắn ra tay với tất cả các đối tượng đều do đối phương tự tìm. Ngay sau đó, mọi người phân theo thân phận thực lực cao thấp, trực tiếp vào ở trong chấn, cao tầng Lạc Gia và cao thủ Linh Vương sẽ tiến vào phủ Trạch lớn nhất, Liêu phủ. Có điều lúc này, bảng hiệu cũng nên đổi, biến thành Lạc Trạch mà toàn bộ thôn chấn cũng từ lưu ra chấn biến thành lạc gia chấn. Đồng thời trong trạch viện này chắc phàm cũng tìm tới mấy chỗ ám đạo mật thất và trận pháp kết giới đối với hắn rất tiện, mọi thứ đều có sẵn, bọn họ không cần phải làm gì nữa. Sau đó chắc phàm căn dặn vài câu để tất cả mọi người về chỗ ở của mình, còn hắn tự mình bế quan. Như lần này không phải hắn tu luyện mà chính vì hoàn thành tâm nguyện cận vệ của chính mình. Đinh trong một gian hầm đen nhánh chắc phàm xuất thủ bố trí luyện khí đại trận xong ma kiếm bên cạnh chứng kiến hưng phấn mà run rẩy thân kiếm chắc phàm chưa kịp lên tiếng đã không kịp chờ đợi bay vào trong trận cắm vào vị trí trung tâm nhất chắc phàm bất đắc dĩ nhìn nó cười lắc lắc đầu lại nói huyết linh ngươi vốn là bản mệnh huyết anh của ta vì duy trì linh tính của kình thiên kiếm mới để cho ngươi tạm thay kiếm linh đem dung hợp năm thanh kiếm thần làm một thể xem có thể luyện chế ra đế binh trong truyền thuyết chưa bao giờ xuất hiện không đây cũng là tâm nguyện của ta cho dù không thành đế binh năm loại kiếm đạo dung hợp ta dùng cũng vừa tay đáng lý ra ta mới gấp chứ sao ngươi còn gấp hơn ta thế bốn thanh kiếm thần trước dung hợp cũng không thấy ngươi được lợi ích gì đinh 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 vội vã rung động thân kiếm phát ra tiếng leng keng giống như thúc dục ma kiếm đã chờ không nổi được 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 để ta xem ngươi xuất hoa chiêu gì nhưng nói trước ngươi sẽ phải chịu đựng diệt thế lôi viêm thiếu đốt tư vị kia cũng không tốt lắm chắc phàm cười khẽ chưa chọc nó ma kiếm vẫn đong đưa thân kiếm giống như rất hưng phấn khóe miệng xẹt qua nụ cười vui vẻ chắc phàm không nói hai lời lập tức trong tay lần nữa kết động ấn quyết kiếm linh quy vị năm vị một thể thánh binh trùng thiên đế binh hiện thế vừa mới hô lớn bỗng nhiên mắt trái chắc phàm mắt tản mát ra màu đen liệt diễm thiêu đốt kịch liệt trong nháy mắt nhập vào trong trận toàn bộ đại trận phát ra âm thanh vang vọng rung động không ngừng rất nhanh tất cả đều bị lôi viêm màu đen bao phủ ma kiếm bị lôi viêm thiêu đốt không ngừng rung động thân kiếm giống như co rút lại thật may là nó không thể phát ra tiếng nếu không lúc này chắc nhe răng chửi bậy kêu như lợn bị chọc tiết cùng lúc đó trong tay chắc phàm cũng xuất ra phách thiên kiếm đã không có kiếm linh tay vung lên chém vào trong đại trận chỉ một thoáng âm thanh thiêu đốt không ngừng vang lên ma kiếm và phách thiên kiếm đã bắt đầu tan rã sau đó chậm rãi dựa chung vào kết nối với nhau thiên ma đại hóa quyết trong mắt tinh mang lóe lên chắc phàm hét lớn một tiếng lần nữa xuất thủ toàn thân hắc khí cuồn cuộn toát ra dung nhập vào trong đại trận giống như sóng cuốn bãi biển, khói đen cuồn cuộn chìm trong sấm chớp trói tai, bọt nước thủy triều vỗ tới, hoàn toàn cuốn vào trong bóng tối. Toàn bộ đại trận giống như kén tằm, biến thành một viên cầu màu đen, hắc khí bao phủ bên ngoài, bên trong thì lôi viêm nổ tung không ngừng. Hít sâu một hơi, chắc Phàm nhìn chăm chú vào trong trận. Hắn chưa từng nghe nói qua đế binh hiện thế, cũng chưa từng luyện qua, đây là lần đầu tiên hắn khiêu chiến. Tuy kiếm đế có sẵn thánh binh dung hợp, nhưng cũng không có niềm tin chắc chắn gì, trong lòng tự nhiên có chút khẩn trương thật không biết năm thanh thánh binh dung hợp về sẽ như thế nào, thành công giống như trước, chỉ thêm một kiếm đạo hay có biến hóa mới, dù sao, sau khi năm kiếm đạo dung hợp cũng tương đương với kiếm đế kiếm đạo tề tụ, ai, thật chờ mong. Mi mắt chắc phàm run rẩy, cứ như vậy nhìn chằm chằm hắc cầu không buông, thỉnh thoảng đi qua đi lại một vòng, trong lòng khẩn trương đến nỗi bàn tay phủ đầy mồ hôi. Cứ như vậy, một canh giờ, hai canh giờ, bên trong còn đang không ngừng thiêu đốt, tựa như không có gì thay đổi sau bốn canh giờ âm thanh thiêu đốt cũng nhạt dần sau đó không có động tĩnh nhưng không chỉ hỏa diễm không có động tĩnh mà ngay cả kiếm cũng không có nếu không phải tính mạng của chắc phàm và huyết anh có mối liên kết biết nó không có việc gì nếu không hắn cứ tưởng nó bị thiêu chết ở bên trong chậm rãi vươn tay chắc phàm muốn đẩy ra nhìn xem bên trong thế nào nhưng vừa nghĩ tới vạn nhất bên trong đang dung hợp đến thời điểm mấu chốt hắn lại khiến nó thất bại thì làm sao bây giờ kết quả chắc phàm do dự một chút lại cố đè nén hiếu kỳ trong lòng ở nơi đó chờ có điều càng chờ càng lo lắng mãi cho đến ba ngày sau hắc cầu vẫn không phản ứng như cũ chắc phàm có chút chờ không nổi suy nghĩ chốc lát liền muốn hóa giải trận pháp thu hồi lại hắc khí thế nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến hắc cầu rung động kịch liệt thậm chí khiến cả vùng đều không ngừng rung động thân thể chắc phàm lảo đảo xém chút bị ngã rầm 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 không chỉ nơi đây mà toàn bộ bầu trời đều không ngừng run rẩy thậm chí từng đạo mây ngũ sắc cũng nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện trên không trung giống như lúc trước bịch 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 thất thánh sơn trong một tòa tiểu lâu trang nhã một đám lão đầu dâu bạc chăm chỉ đọc sách cổ không ngừng thỉnh thoảng nhíu mày nhăn chán tựa như đang suy nghĩ cái gì bỗng nhiên thiên địa lại rung động toàn bộ sơn phong đều lay động theo trên bầu trời có mây ngũ sắc hiển hiện thấy tình cảnh này mọi người giật mình thốt lên tại sao lại xuất hiện rốt cuộc xảy ra chuyện gì không phải trăm năm trước xuất hiện qua một lần sau chúng ta đều không hiểu rõ nguyên nhân gì hiện tại sao lại xuất hiện dị tượng như thế không giống nhau có chút khác biệt trăm năm trước lúc này một vị lão giả bay lên không trung lập tức ổn định nhìn về phía mọi người nói các ngươi nhìn đi lần dị tượng trăm năm trước uy áp khiến chúng ta không sử dụng công lực được lần này không giống nhau chỉ có dị tượng cũng sẽ không ảnh hưởng đến trên người tu giả ồ thì ra là vậy gật gật đầu lão giả còn lại cũng bay lên mới ổn định thân hình nhìn lên bầu trời ánh mắt mê mang không hiểu tuy không có uy lực mạnh như trăm năm trước nhưng hiện tượng này có chút tương tự ba một nơi khác trước một tòa tiểu trúc một quân cờ rơi xuống trên bàn cờ bàn tay trắng nõn chậm rãi cầm lại trong bóng tối bóng người quay đầu nhìn mây ngũ sắc phía ngoài thì thầm nói qua nhiều năm như vậy rốt cục xuất hiện cao thủ có hy vọng khiêu chiến đế cấp đó là ai một người khác bình tĩnh hỏi còn nhớ rõ năm đó người nào có hy vọng kéo một đế xuống không huyết ma lão tổ không sai hắn có hy vọng nhất chỉ tiếc hắn không có đại đạo của chính mình không mở ra đế đạo cảnh thực lực có mạnh hơn cũng không thể xem là cao thủ đế cảnh có điều ba một quân cờ hung hăng hạ xuống bàn cờ người kia bình tĩnh nói hắn luyện ra huyết anh cũng khó mà nói một tinh linh đúng vậy tinh linh được thiên địa sinh dưỡng trong thập đạo không có tự nhiên đạo sao có khả năng ngưng tụ đế cảnh đại đạo mà một khi có đế cảnh đại đạo thì có tư cách đánh cược với cao thủ đế cấp chỉ tiếc huyết anh là bản mệnh huyết anh của hắn chính hắn cũng không thành đạo huyết anh sao có thể thành đạo như nếu huyết anh đơn độc đi ra làm sao có thể bản mệnh huyết anh của chính mình ai cam lòng để nó đi một mình chậm rãi lắc đầu, người sau lưng từ chối cho ý kiến. Người kia cười xùy một tiếng, lần nữa hạ một con cờ, gật đầu nói, đúng vậy hắn lấy đâu ra. Đây chính là nguyên nhân lão gia hỏa kia vĩnh viễn không phải là đối thủ đế cảnh. Nhưng chuyện này đã là quá khứ, hiện tại dù thiên địa chưa xuất hiện đế cảnh đại đạo, nhưng đã ra dị tượng, cho thấy có người có tiềm chất này. Không biết hắn là ai, là đám người đi cùng hắn sao. Ha ha ha, thú vị thú vị, phàm gia thật sự là nhân tài. Quả nhiên một nơi càng gian khổ sẽ càng có kỳ tích phát sinh rầm dầm rầm rung dầm, động mạnh mẽ chấn động hơn ba canh giờ mới miễn cưỡng dừng lại chắc phàm ở trong mật thất mặc dù không thấy được dị tượng bên ngoài ánh mắt cũng kinh ngạc nhìn chăm chú hắc cầu kia hắn cũng không dám hành động sợ gây ra rắc rối bỗng nhiên ngay tại lúc này xảy ra dị biến âm thanh không ngừng vang lên hắc cầu chậm rãi co dại lúc co vào khoảng nửa mét đột ngột xuất hiện một thân ảnh khác thường khiến chắc phàm nhìn thấy mà giật mình hai tay nắm chặt sau đó hắc cầu tiếp tục co vào thân ảnh kia xuất hiện càng ngày càng nhiều chờ khi hắc cầu co vào hoàn toàn chắc phàm nhảy dựng lên khi thấy rõ được bên trong thì ra bên trong ẩn giấu một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi thân hình gầy gò sắc mặt ngam đen trên người mặc bào phục đen nhánh hắc cầu vừa rồi bị đứa nhỏ này hút hết vào trong bụng mí mắt chắc phàm run rẩy nhìn cảnh tượng này mà kinh ngạc đến ngây người huyết linh tham kiến chủ nhân đứa bé kia khá thông minh mạnh mẽ bước lên một bước quỳ rạp xuống đất cung kính chắp tay nói Chắc phàm rủ mắt chăm chú nhìn hắn, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, huyết linh. Chủ nhân, ngươi là bản mệnh huyết anh của ta. Đúng vậy, đa tạ chủ nhân ban thưởng kim cương thân, để ta có chỗ dung thân. Đứa bé cười đầy cảm kích, có lẽ chủ nhân còn không biết, sau khi năm thanh thánh binh dung hợp, đế binh liền có khả năng hóa thành hình người. Cho nên, hiện tại ta có thân thể, có thể làm một người hoàn chỉnh, hết thảy điều này là do chủ nhân ban tặng. Đại ân đại đức của chủ nhân, ta không dám quên, đứa bé dập đầu ba cái trước chắc phàm ánh mắt hơi híp lại chắc phàm trầm ngâm rất lâu mới nghĩ ra lời này đế binh hóa thân thành người ngươi thân là kiếm linh chính là thân thể linh hồn này thì ra là thế khó trách ngươi còn gấp gáp dung hợp hơn ta hóa ra đây là phương pháp ngươi thành người sơ sơ đầu cái đứa bé kia cười khan một tiếng có chút ngại ngùng thực không dám giấu dếm chủ nhân người chính là sinh linh thiên địa trí tôn tất cả tinh linh đều muốn hóa thân thành người có thể cùng người sống ở thế gian biết cười biết nhảy biết nói làm những chuyện mình thích đáng tiếc phương pháp thành người ở thế gian có chút khổ sở những đám sinh linh thấp như chúng ta ngay cả linh thú linh trí cũng không bằng càng thêm khó có thể thành người may mắn được chủ nhân tập hợp nam thanh thánh binh cùng một chỗ dung hợp đế binh ta mới có phương pháp thành người đây đều là chủ nhân ban tặng lời vừa nói xong đứa bé kia lần nữa quỳ dập đầu xuống vẻ mặt đầy cảm kích chắc phàm nhìn chằm chằm vào hắn suy nghĩ một chút cảm thụ một chút không nhịn được cười một tiếng thở dài nói rõ ràng bản mệnh huyết anh của ta hiện tại liên hệ với ngươi lại có chút xa lạ giống như bị cắt đứt mất đi gì đó cũng khó trách hiện tại đế binh ngươi lại có thân hình cũng không cần theo ta sao chủ nhân lại nói như vậy thân thể này của ta do chính chủ nhân tạo nên chủ nhân là cha mẹ sinh ta dưỡng ta sao ta có thể vứt bỏ chủ nhân mà đi nghe hiểu trong lời chắc phàm có chút bất đắc dĩ đứa bé kia vội vàng ưỡn ngực thành khẩn nói từ nay về sau ta vẫn là thanh kiếm trong tay ngài bảo hộ bên người ngài một tấc cũng không rời không khác gì trước chỉ có chút biến hóa, sau này ta có thể biểu lộ tâm tình của mình với chủ nhân. Nói xong, đứa bé lắc mình, phạch một cái, lại hóa thành một thanh trường kiếm đen như mực, đến bên cạnh chắc phàm, tản mát ra ánh sáng rạng rỡ. Có điều lúc trước tứ kiếm hợp nhất, trên thân có bốn đường vân, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì ngay lúc này, năm thanh kiếm thần đã hoàn toàn hòa làm một thể, tự nhiên mà thành. Nhìn chằm chằm vào hắn, chắc phàm nghĩ một lát, sắc mặt nghiêm lại nói, bây giờ ngươi có thân hình của chính mình, có thể nắm giữ vận mệnh của mình bám trên người ta nhiều năm như vậy rồi, vất vả lắm mới được tự do, chẳng lẽ không có ý xông ra ngoài sao? Nếu có, cứ nói đừng ngại, ngươi ở cùng ta nhiều năm như vậy, chúng ta cũng xem như thân thiết, ta sẽ không làm khó ngươi. Chủ nhân khách khí rồi, ngài không tin ta, hay không tin chính mình. Bạch, lắc mình một cái, ma kiếm lại biến trở về đứa trẻ mặc hắc bào, trong mắt hiện ra sự kiên định. Chắc phàm nhìn thấy bỗng dưng khẽ giật mình, có chút quen thuộc, ánh mắt này quả thực không khác gì hắn ta là chủ nhân bản mệnh huyết anh vốn không có tư tưởng linh hồn tồn tại một thể với chủ nhân thời gian dần trôi qua ta mới từng bước lập nên nhân cách của mình nói cách khác ý tưởng hành vi chuẩn mực của ta đều học từ người chủ nhân bao gồm cả đạo trong lòng chủ nhân cũng là đạo trong lòng ta ta chính là hình dáng khác của chủ nhân chính là ngài từ trước tới giờ chủ nhân không thiếu nợ ân tình người ta chẳng lẽ ta sẽ thiếu ân tình sao chủ nhân dốc hết sức lực phụ tá lạc gia ta cũng dốc hết sức lực hầu hạ chủ nhân tuyệt không hai lời thân thể chắc phàm chấn động nhìn đứa trẻ này cuối cùng cũng hiểu rõ đúng vậy tất cả mọi thứ của đứa nhỏ này đều là của hắn có thể nói là con người khác của hắn hắn không làm việc thẹn với lương tâm không làm chuyện vong ân phụ nghĩa đây là chế phẩm của hắn thì có gì phải nghi ngờ mặc dù không còn là huyết anh của hắn nhưng lại là bội kiếm mạnh nhất của hắn là hộ vệ trung thành mạnh mẽ hắn có được nghĩ tới đây chắc phàm mỉm cười gật đầu một cái bình tĩnh nói được về sau ngươi chính là kiếm đồng của riêng ta hộ vệ bên cạnh ta đúng chủ nhân Kiếm Đồng cười rạng rỡ như mặt trời. Hai lòng gật đầu, chắc phàm muốn quay người rời đi. Thế nhưng còn chưa đi được mấy bước, chợt nghĩ đến cái gì, có chút hiếu kỳ nói: đúng rồi, Kiếm Đồng, nếu bình thường ta cướp bóc đốt giết là người bội bạc, ngươi vẫn sẽ trung thành với ta sao? Dạ, đúng như thế. Ta đã nói, ta học mọi thứ từ chủ nhân, chủ nhân thế nào ta sẽ như thế. Chủ nhân bội bạc, ta cũng bội bạc. Cho dù chủ nhân không muốn để ta rời đi, ta sẽ xử lý chủ nhân rồi cũng sẽ rời đi sau đó ta lại giống chủ nhân, đi cướp bóc đốt giết, lấy tất cả đồ vật muốn có, chỉ đơn giản như vậy. Mà nó, ngăn không được hít sâu một hơi, chắc phàm kinh hãi, sau đó thở dài một hơi, vỗ ngực một cái, may quá, ta vẫn luôn là người có nguyên tắc. Không làm nhiều chuyện xấu như vậy, nếu không hiện tại, chẳng phải mất thần kiếm, mà còn đối nghịch với nhiều cường địch. Nói xong, chắc phàm chậm chậm đi ra ngoài, có điều hắn vừa đi vừa nhớ lại xem, không biết trước kia đã làm chuyện gì trái với lương tâm để khiến tiểu tử này học theo không trả thù xuống đầu lão tử, đây mới gọi là báo ứng xác đáng. Kiếm Đồng đi theo sau lưng hắn, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ lại khiến hắn thận trọng đền hoảng. "Này, Kiếm Đồng, thực lực của ngươi thế nào?" Trước khi luyện chế thân thể, thực lực cũng theo ngươi vững bước tăng lên, ngươi thực lực gì, ta có thực lực đó, cũng là linh vương trung kỳ.